Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc biệt, tiết 1. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 kết nối của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em gõ từ khóa và bài tập toán 4 kết nối Thành Đô Vlog. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp theo mẫu. Ở đây chúng ta có mẫu góc đỉnh B, cạnh BQ, BP là góc tù. Trước khi làm bài này, các em cần ghi nhớ một số kiến thức cơ bản sau. Góc nhọn nhỏ hơn góc vuông. Góc tù lớn hơn góc vuông. Góc biệt thì bằng 2 lần góc vuông. Ở đây các em dùng Ikea kiểm tra. Các em nhớ Ikea là đại diện cho góc vuông. Dùng Ikea kiểm tra ta thấy góc đỉnh B cạnh BQ BP lớn hơn góc vuông của Ikea. Lớn hơn góc vuông thì là góc tù. Được chưa? Lớn hơn góc vuông thì là góc tù. Rồi, các em kiểm tra tương tự. Ta thấy góc đỉnh N cạnh NB, NT nhỏ hơn góc vuông của Ikea. Tức là nhỏ hơn góc vuông. Nhỏ hơn góc vuông thì là góc nhọn. Góc đỉnh A cạnh AL, AG bằng 1 lần. 2 lần bằng 2 lần góc vuông. Vậy góc này là góc bẹt. Góc đỉnh T cạnh TB, TQ thì nó bằng góc vuông. Bằng góc vuông. Vậy góc này là góc vuông. Góc đỉnh L cạnh LS, LC ta thấy nó lớn hơn góc vuông. Vậy góc này là góc tù. Góc đỉnh H cạnh HT, HL ta thấy nó nhỏ hơn góc vuông. Vậy góc này là góc nhọn. Bài tập số 2. Bạn Nam vẽ hai mũi tàu như hình sau. Vẽ hai mũi tàu. Em hãy ghi chữ A vào con tàu có mũi là một góc tù và chữ B vào con tàu có mũi là một góc nhọn. Rồi trước hết là các em kiểm tra mũi của con tàu này. Ta thấy mũi của con tàu này lớn hơn góc vuông. Nó lớn hơn góc vuông. Vậy mũi của con tàu này là góc tù. Góc tù thì các em viết chữ A. Tương tự các em kiểm tra mũi của con tàu này. Ta thấy nó nhỏ hơn góc vuông. Vậy mũi của con tàu này là góc nhọn. Các em viết chữ B. Góc nhọn thì các em viết chữ B. Bài tập số 3. Robot cắt chiếc bánh hình tròn thành 3 miếng như hình vẽ dưới đây. Bạn Linh lấy một miếng. Biết rằng Linh không lấy miếng bánh lớn nhất. À, trong 3 miếng bánh này thì cái phần nửa hình tròn này chính là miếng bánh lớn nhất. Linh không lấy miếng bánh lớn nhất, tức là chúng ta loại cái miếng bánh này ra. Miếng bánh mà Linh lấy có góc ở đỉnh H không phải là góc nhọn. Ta thấy cái miếng bánh này có góc ở đỉnh H nhỏ hơn góc vuông, tức là nó là góc nhọn. Mà miếng bánh Linh lấy có góc ở đỉnh H không phải là góc nhọn, tức là chúng ta cũng loại cái miếng bánh này ra. Vậy miếng bánh còn lại chính là miếng bánh này. Em hãy tô màu cho miếng bánh mà Linh đã lấy. Như vậy em tô màu cho miếng bánh này. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Viết tên hình tứ giác thích hợp vào chỗ chấm.
Hình tứ giác có hai góc nhọn và hai góc tù. À, các em kiểm tra xem hình tứ giác nào có hai góc nhọn và hai góc tù. Rồi ta thấy này, góc đỉnh A là góc nhọn này. Nó bé hơn góc vuông, vậy góc đỉnh A là góc nhọn này. Góc đỉnh N cũng là góc nhọn này. Góc đỉnh T nó lớn hơn góc vuông, vậy góc đỉnh T là góc tù này. Góc đỉnh H cũng là góc tù này. Như vậy hình tứ giác này có hai góc nhọn và hai góc tù. Vậy các em viết là hình tứ giác ATHN. Các em không thích thì các em đọc là ANHT cũng được. Hình tứ giác ATHN có hai góc nhọn và hai góc tù. Hình tứ giác có hai góc vuông. Hai góc vuông chính là hình tứ giác này. Đó là hình tứ giác DSGL. DSGL. Các em không thích thì các em đọc là SGLD cũng được. Bài tập số 5, câu A, vẽ thêm đoạn thẳng XZ. Các em vẽ thêm đoạn thẳng XZ để tạo với đoạn thẳng XY. Tạo với đoạn thẳng XY một góc nhọn. Góc nhọn thì nó phải bé hơn góc vuông. Được chưa? Đây chính là đoạn thẳng XZ mà chúng ta cần vẽ. B, vẽ thêm đoạn thẳng OE, OE để tạo với đoạn thẳng OB một góc tù. Góc tù thì nó phải lớn hơn góc vuông. Lớn hơn góc vuông. Thì đây chính là đoạn thẳng OE mà chúng ta cần vẽ. C, vẽ thêm đoạn thẳng IH, IH để tạo với đoạn thẳng IK một góc biệt. Góc biệt thì nó gấp 2 lần góc vuông. Và đây chính là đoạn thẳng IH mà chúng ta cần vẽ. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.